Rồi chào các bạn ạ. Giờ mình dẫn các bạn đi thăm một cái làng chài Nam Mô. Làng chài Nam Mô là một trong những cái làng chài cổ nhất của Đà Nẵng mình. Mình qua cho các bạn đây là cái rừng dương liễu trên bãi tắm sông Thiều. Bãi biển rất là đẹp nhưng mà mọc một cái nhà hàng chắn ngang bãi biển luôn. Đó. Không biết là ai cấp giấy phép này. Rất là vô lý. Cái bãi biển thật là đẹp. Dành riêng cho cộng đồng nhưng mà là cấp lại đại dự án. Ngoài kia có con đường ven biển á, hồi nãy mình đi thì nó bị chặn, thì ra là có một cái dự án nó chen ngang vào chỗ đó, đi không có được. Đây có đoạn xuống thiều này nó có những cái hàng phi lao, trời mà nắng là vào đây nó rất là mát, giá cả ở đây rất là rẻ các bạn, mình thấy nó rất là phù hợp cho khách du lịch. Hồi nãy mình vào mình uống một trái dừa là 30.000, một trái dừa như vậy là có thể rót ra được 2 ly, đi 2 người là chỉ uống một trái dừa 30.000, ly nước mía là 15.000, mình thấy rất là rẻ. Chúng ta được nằm trên cái ghế, có cái dù ở đây nữa, nhìn ra cái view biển rất là mát mẻ, giá cả mình thấy nó rất là phù hợp. Này thì mình thấy ít nhà hơn, đây đây rất mát à, trời mát đẹp. Trời hôm nay mà đến Đà Nẵng đi du lịch là rất là sướng các bạn, trời nó dịu dịu, nó hơi the the lạnh tí. Bây giờ trên mình có những chương trình khuyến mại về vé đó, các bạn tranh thủ đi. Đặc biệt là những người có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng và Quảng Nam thì được giảm 50% giá vé. Tính ra chỉ còn có 300 mấy ngàn thôi, đi chơi rất là tiện. Trước cái hàng dữ liệu này nó mọc ở khúc trong kia vào khoảng vài km nữa, sau này là cài bừa ra làm khu chung cư này, khu tái định cư cho người dân, chứ còn ngày trước cái bãi thông này nó rộng lắm.
ta là một cái dự án căn hộ cao cấp này, à, trước mặt của chúng ta đây, căn hộ cao cấp. Đấy luôn. Đây, đây, đây. Cứ vào vào rồi. Rất đẹp luôn. Hồi trước là nó có con đường chạy xuống đai các bạn này, xuống đai và nó có đó con đường bê tông ở đầu kia các bạn thấy không, đó con đường bê tông mà hồi nãy mình có đi đó, đó. Con đường này bây giờ đã không còn nữa rồi, giao dự án cho tập đoàn Trung Thủy. Tập đoàn Trung Thủy này lấy cái vạch đất view biển của cái làng chài Nam Mô, còn phía xa xa kia là một cái rặng, gọi là cái rặng Nam Mô. Ngồi kia là chúng ta nhìn thấy một cái lùm cây rất là đẹp, đẹp lắm. Rất là tiếc các bạn, thời đó mà nếu chúng ta để lại nguyên cái làng chài Nam Mô này làm du lịch thì mình cũng rất là hay. Sau này thành phố lại dời dân đi và giao cái vạch từ ở ngoài biển này vào cái kiệt đầu kia, tí nữa là chúng ta vào kiệt đầu kia là toàn bộ cái khu đất này giải tỏa đi để giao cho doanh nghiệp làm dự án. Mình thấy rất là đáng tiếc các bạn, nếu như để nguyên lại một cái làng chài này là nó rất là đẹp. Vì đây là một cái làng chài rất là cổ. Bờ biển nó đẹp mà đặc biệt là nó không có sóng. Ở đây nó có cái eo các bạn này, có cái vịnh. Cho nên là dân ở ngồi kia, cái thời kỳ mà thế kỷ 14, 15, dân của chúng ta ở ngoài Bắc vào cái vùng này ở là đám có khu vực này là đầu tiên. Và người ta chọn cái nghề biển. Sở dĩ người ta ở đó là vì sao các bạn biết, tại vì chỗ này nó có cái eo, sóng nó không có vào, gió nó khuất, cho nên là vào đó ở nó rất là tiện. Đó. Và chúng ta đi vào cái kiệt này là sẽ vào cái làng chài Nam Ô. Khu trong này dân nó đông lắm. Đó là dự án này. Dự án này các bạn đó. Có đường đi vào, đó là đường này thôi. Hồi đó là dự án này là đòi giải tỏa toàn bộ khu vực này, nhưng mà dân không có chịu. Cuối cùng là thành phố Đà Nẵng mới để nguyên và chỉ lái một cái vạch thôi, à, cũng là cái số người lấy được đó. Đó. Đây. Vào thế kỷ 14 á, cái vùng đất này là thuộc châu Âu và châu Lý của đất nước Champa. Sau khi vua Trần gả Huyền Trân công chúa cho vua Chế Măng của Champa thì vua Chế Măng mới nhượng hai cái châu gọi là châu Âu và châu Lý cho nhà Trần. Và sau đó mới đưa người vào đây ở, lập nên cái ấp gọi là ấp Nam Ô. Cái từ Nam Ô là nó có từ cách đây mấy trăm năm rồi. Vì vậy đây là một cái làng rất là cổ các bạn. Dân ở đây rất là đông. Nhà ở san sát nhau. Chủ yếu là người ta làm nghề biển.
làng Nam Ô này có những cái đình, những cái làng theo cái tín ngưỡng của những người đi biển. Đặc biệt ở đây có một sản phẩm rất là nổi tiếng, đó là nước mắm Nam Ô. Có những cái nhà các bạn nhìn thấy đó, dài luôn, không có chỗ nào trống hết. Bên này là đất dự án rồi các bạn, đó. Bên này là đất dự án rồi. Cái đó là dân mình là ở đây, đây là cái đình làng này, đó. Từ từ. Đường này là cuối dự án rồi. Ở đây có một cái đình nữa này, đúng không? Ở đây có đình làng này. Ở đây có đình làng các bạn. Đó. Ừ. Như tới đây là mình rẽ phải á. À, từ từ từ, hình như là mình đi ra bãi rạng nhé. Đi ra bãi rạng là đi đường nào cô? À, mình gửi xe mình đi ra hả? À? Đi xe ra luôn được không? Đồ hộp đi cũng được ạ. Thì mình mới gửi xe đây hả? À? Rồi ok. Rồi. À, rồi gửi dùm cho cô luôn đi. À, nhà đây. Cái toàn bộ khu vực của mình là vẫn còn giữ lại chứ hả? À? Không dính dự toàn, không dính dự án. Dự án là ở đoạn này thôi. Đây này, ở đó, bay nước, bay này, chưa? Chị, vẫn còn giữ lại. À, thích đi là thích ở lại. Chẳng biết mà họ nhà nước đưa đi. Nhà nước. Nhà nước họ đưa mình đi được thôi chứ. À. Ở đầu kia nó có một cái núi nữa cô ạ. Núi ở đây nữa. À, núi đây này, nó sát đây này. Trước mặt chúng ta rồi. Núi rồi ông được bò mình trừ được. Ồ. Đang còn rớt. Nếu mà không có hòn núi này là cái lòn này bay hết bổ nè. À đúng rồi. Bay hết. Rồi để cái núi nó lại. Nhờ núi mà cái chỗ này nó khuất gió. Một bên đấy là cái sân banh mà trừ hòn lấy luôn sân banh. Lấy luôn sân banh rồi. Lấy luôn rồi. Dân mình vì sao không có con có ý kiến mà để đánh đấu không được. Đánh đấu không được à? Sân banh của mình đó. Cái sân banh bây giờ lấy luôn rồi à? Ờ, lấy luôn sân banh. Ủa rồi. Cái chòm nhỏ này thì chưa cắn. Chưa cắn à? Chưa. Nhưng mà cái này giữ lại chứ. Tại vì dự án người ta đã sai như thế này, đã được phê duyệt rồi. Mua này, thị vừa mua này một có bo có, đây là bo có, mua hết rồi đó. Chắc là mua ở đây là người ta nghĩ là sẽ hưởng lợi từ dự án này, nhưng mà mình nghĩ nó cũng không hưởng lợi gì hết trơn á. Không hưởng lợi gì hết vì mình ở ngoài cái bờ rào của họ mất rồi. Đường này là đi vào bãi rạng đây, ra ngoài này là có những cái bãi đá mà có cái rêu xanh đó này đó. Ồ, cái này mà giao hết cho dự án luôn rồi ta, đúng rồi. Ừ. Như cái bãi đá mà ngồi đây anh đang chụp ảnh. Bãi đá, ừ, bãi đá ngồi đây.
Rất là tiếc các bạn, mình thấy rất là tiếc. Thực sự là như vậy. Để nguyên lại cái làng này, nó mang tính chất hoang sơ. Để giữ lại cái làng cổ, phát triển du lịch thì người dân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Chứ còn giao cho dự án người ta làm thì chỉ những cái chủ tập đoàn, những cái chủ dự án thì có lợi thôi. Chứ còn thực sự người dân không có hưởng lợi gì từ dự án này ra đó. Ví dụ như là những người mà có tầm nhìn về phát triển địa phương á, họ sẽ biến cái làng cổ này thành cái làng du lịch. Bởi vì ở đây các bạn biết là có những cái làng rất là cổ, có những cái đình làng thờ ông thần, rồi thờ những cái tâm linh tín ngưỡng của người dân á. Mỗi một năm như vậy là người ta cũng tổ chức nhiều cái lễ hội. Rồi ở đây có cái làng nước mắm Nam Ô, đẹp lắm, có truyền thống lịch sử rất là lâu đời rồi. Nếu giữ lại mà phát triển về du lịch á, là người dân ở đây sẽ có cuộc sống, mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Chứ còn bây giờ giao cho dự án toàn bộ khu này, mình thấy nó không đem lại gì cho người dân hết. Rất là tiếc các bạn. Ở đây có những cây to cổ, cây to cổ đốt vào răng bằng trái nữa. Ủa hả, cây nó đẹp dễ gì lên cây, nó cây nó có khi đã mấy trăm năm rồi chứ. Đường đi xuống đường nào đây? Đây dưới này là cái bãi rêu xanh các bạn này. Đây mấy kỳ mà chúng ta vẫn thường những người du lịch đến đây chụp hình đó. Bãi đá rêu xanh. Thì sao mà cái bãi nó rêu nó không còn nữa? Chỉ có cái bãi chỗ này thôi hay là ở ngoài kia có không? Đây là cái bãi rạng các bạn này đó. Cái bãi rạng này là một cái bờ đá nó nhô ra đó. Nhờ cái bờ đá này nó nhô ra, nó trở thành cái nơi nó cản sóng. Vì vậy mà hướng là hướng bắc các bạn này. Thường thường là gió với bão là từ hướng bắc này nó thổi vào, là nó gặp cái ngọn núi này nó che lại. Cho nên ở bên kia là nó sẽ khuất, nó không có sóng. Và toàn bộ cái làng chài Nam Ô này tồn tại là nhờ cái bờ đá này. Và xa hơn tí là nhờ cái đền Hải Vân. Đó, các bạn thấy không? Đó. Cái địa thế nó như vậy các bạn. Chứ cũng không có cái bờ này là dân khu vực này cũng rất là khó sống. Các bạn nhìn cái thế không? Đó. Nó giống như một cái bức bình phong á, nó che chắn toàn bộ cái ngôi làng. Nhờ vậy mà họ mới làm được cái nghề biển, chứ còn không là cũng không thể làm cái nghề biển được. Nhìn bên kia là sóng nó rất là êm, nhưng mà bên này á là các bạn thấy có sóng. Đây là bãi rạng, cái bãi mà rêu xanh á, rất là nổi tiếng ở Nam Mô. Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng lên tới đây tầm khoảng 15 km thôi.
đường rất là thoáng, đi dọc dọc đường Nguyễn Tất Thành và chạy vào cái làng Nam Ô, đi bộ khoảng 50 mấy là ra đến cái bãi rạng này. Đây là một cái vị trí check-in rất là nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Bãi biển ở đây còn rất là hoang sơ, rất là sạch sẽ. Đợt vừa rồi có một số người du lịch mà họ đến đây, người ta chơi nó mang chắc gọi là tự phát các bạn này, không có ai dọn vệ sinh, nó hơi bị bẩn tí. Đợt vừa rồi báo chí nêu thì chính quyền đã vào cuộc cho tổng dọn vệ sinh, cơ bản nó cũng sạch hết rồi. Rất là tiếc là sau này nó thuộc về dự án rồi. Có một điều thật là đáng tiếc nữa các bạn, những cái rêu xanh này nó rất đầy vại, nhưng mà khi chúng ta chụp hình chụp ảnh á, nhiều người lại đứng trên cái bờ đá này các bạn này, làm cho cái rêu này nó tráp, nó bong hết trơn. Những cái này là bị bong tráp hết các bạn ạ. Chứ còn bình thường là cái rêu nó sẽ mọc, nó phủ xanh lên toàn bộ cái tảng luôn đó. Người Việt Nam của chúng ta có điều rất là lạ, đẹp thì cũng tới thưởng thức, nhưng mà vừa thưởng thức là cũng cũng vừa phá trơn luôn đó. Đứng lại như vậy thì làm sao còn, nhiều người là ngồi là nằm đồ lang trên cái bờ đá này nữa, thì cái đẹp của thiên nhiên nó không có còn nữa. Chúng ta có thể đứng một bên hay là như thế nào đó để chụp, chứ còn không có nên đứng trên những cái tảng đá như thế này, nó trôi hết những cái rong rêu này, là có vẻ đẹp tự nhiên của chúng ta nó không có còn nữa. Đó, người Việt Nam mình rất đó các bạn, nhiều khi kỳ cục lắm. Đẹp à? Ở đầu này có vẻ nó còn cái rong rêu xanh này tí này. Biển ở đây còn rất là hoang sơ, nó trong vát luôn các bạn này, trong vát luôn á, trong lắm. Không có hệ thống xử lý nước thải nào chảy ra hết, nói chung nước thải mình không thấy chảy ở đây. Nước biển các bạn thấy này, rất là trong. Đó, bình thường là nó như thế nào mới đẹp, còn chúng ta đứng lên thì nó bong tróc hết, nó hư hết. Đó, những cái này các bạn thấy à, đó rất là đẹp. Đó, cái đứng hết thì làm sao còn, đó, đứng hết như vậy thì làm sao còn, cứ đứng dưới nước chụp hình thôi chứ có vấn đề gì đâu. Lạ kỳ vậy. Đứng dưới nước chụp hình nó vẫn đẹp thôi, nhưng mà họ không chịu, họ vẫn ưng đứng với tay kia, kỳ cục như vậy đó các bạn này. Cái chỗ chiếc thuyền màu đỏ là sau này làm cái cảng liên chiểu đó các bạn, đây cảng liên chiểu nằm đây các bạn ạ. À, sau này cảng liên chiểu sẽ là một trong những cái cảng lớn nhất miền Trung, số tiền đầu tư rất là lớn đó, mấy chục ngàn tỷ, thành cái cảng nước sau. Sau này hàng hóa là vào cái cảng này, còn cái cảng ở ngoài Tiên Sa là chỉ phục vụ cho du lịch thôi. Đợt vừa rồi động thổ rồi đó, giai đoạn 1 là đầu tư khoảng 3.100 tỷ đồng đó. Vị trí rất đẹp, rất là hoang sơ các bạn, đẹp lắm. Đó, chị em mà đứng trên bờ đá là sao sao không hư hẳn được.
Ừ hết. Vì cái núi này là núi đá cho nên cây cối thì mình thấy những cái cây nào mà chịu được cái gió này thì mới sống được. Ở đây mình thấy có những cái bụi dứa này, những cây này cũng thuộc loại là dạng lì mới chịu nổi các bạn chứ không có dễ đâu. Rồi, ngài đi đi chơi dẫn dắt đến với các bạn vào thăm cái làng chài Nam Ô và thăm cái bãi đá san hô, gọi là cái bãi rêu xanh ở Nam Mô, thành phố Đà Nẵng mình đó. Các bạn có gì thì đến đây ghé thăm chơi. Rồi chúng ta muốn ăn thì vào cái làng Nam Ô hồi nãy mình đi qua, trong đó có một cái món rất là nổi tiếng đó là gỏi Nam Ô. Gỏi ngon lắm, vừa rẻ mà vừa ngon nữa. Một tí nữa thì mình cũng vào đó mình kiếm một cái món gì đặc sản mình ăn cho vui. Là clip mình đến đây xin tạm dừng. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.